Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món bún trộn với rau củ sắc màu thơm ngon và giòn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu này. Mình sẽ bào nhỏ củ cải này và cà rốt ra nhé. Nguyên liệu cụ thể như nào mình sẽ ghi rõ trong phần mô tả, các bạn có thể xem lại nhé. Món này ăn rất là dễ ăn, không bị ngán, thanh mát. Đấy. Súp lơ các bạn thái nhỏ ra. Mình có nấm đùi gà này, các bạn có nấm gì thì cho nấm vào cũng được, không nhất thiết phải là nấm đùi gà nhé. Mình sẽ thái nhỏ ra này. Tất cả các nguyên liệu mình đều làm nhỏ ra. Sau đó thì chút nữa mình sẽ cho vào hấp nhé. Cho vào hấp như này thì rau nó rất là ngọt luôn. Đấy, chứ mình không có luộc nhé. Rồi sau đó mình hấp rau xong thì mình sẽ bỏ ra và chờ chút nữa nguội thì mình sẽ bắt khô đi, thì rau nó rất là giòn và ngọt đấy. Còn cái nước đấy thì mình sẽ trần bún này. Chút nữa các bạn trần bún xong thì sẽ cho vào nước lạnh nhé, để cho bún nó giòn và không bị dính, không bị nát đấy. Món này rất là dễ làm mà lại dễ ăn nữa, không bị ngán dầu mỡ. Đấy, sau đó thì đậu thì mình sẽ đi chiên đòn này, mình thái những lát mỏng mình chiên nhé. Này, những bạn ăn chay hay ăn mặn đều ăn được nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Các bạn có thể theo dõi được các nguyên liệu cụ thể trong phần mô tả, mình đều ghi rất rõ đấy. Đấy, rau củ mình sẽ vắt hết những cái nước đi nhé. Các bạn thử làm món này mà xem, làm như thế này thì rau rất là giòn và ngọt. Sau đó thì mình sẽ trộn cùng với lại nước xì dầu nhé. Và các bạn mà đấy, mình xếp hết để tất cả các nguyên liệu ra, sau đó mình sẽ trộn đều. Mình cho xì dầu này đó, tương ớt. Bạn nào mà ăn nhiều cay thì cho nhiều tương ớt vào. Sau đó mình sẽ bắt một chút quất vào để cho nó thơm và nó đều vị nữa. Mình sẽ làm thêm một chén mắm chi xì dầu vào ở đây. Nếu bạn nào mà thích ăn mặn thì sẽ có thể cho thêm vào để chấm cùng. Nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt đúng không ạ? Màu sắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào món tiếp theo. Xin chào.